Xuân Phương Viên, Vũ Quang Vinh và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, mở rộng ra Houston, Texas trên băng tần 27.7 và trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Và sau đây như thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Hoa Kỳ cho biết Hamas đã đưa ra nhiều yêu cầu trước khi cho phép người dân rời khỏi Gaza. Putin đổ lỗi cho phương Tây về cuộc khủng hoảng Gaza, nói rằng Hoa Kỳ cần sự hỗn loạn toàn cầu. Hoa Kỳ cho biết 45 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Gaza vào hôm Chủ nhật. Robert De Niro xuất hiện tại tòa án New York để xét xử dân sự. Tiếng nổ và khói trên bầu trời Gaza. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, Hoa Kỳ cho biết Hamas đã đưa ra nhiều yêu cầu trước khi cho phép người dân rời khỏi Gaza. Hamas đang đưa ra một số yêu cầu trước khi cho phép người dân rời khỏi Gaza, Bộ Ngoại giao cho biết vào hôm thứ Hai ngày 30 tháng 10, khi Washington nỗ lực đảm bảo việc đi lại an toàn của các công dân Hoa Kỳ ở Gaza muốn rời đi và đảm bảo việc thả các con tin bị bắt giữ của Hamas. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là Matthew Miller đã cho biết các công dân Hoa Kỳ và những người nước ngoài khác đang bị giam giữ bên trong dải Gaza trái với ý muốn của họ vì Hamas sẽ không chịu trách nhiệm vận hành phía bên của mình ở cửa khẩu Rafah. Ông Miller cũng cho biết vấn đề này đang được thảo luận giữa các quan chức của Hoa Kỳ và Qatar. Cho đến nay, chính phủ Qatar đã tìm cách phối hợp thả 4 con tin do nhóm chiến binh Palestine Hamas bắt giữ. Nhưng những nỗ lực này dường như đã bị đình trệ sau khi lực lượng Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Gaza. Putin đổ lỗi cho phương Tây về cuộc khủng hoảng Gaza, nói rằng Hoa Kỳ cần sự hỗn loạn toàn cầu. Tổng thống của Nga Vladimir Putin vào hôm ngày 30 tháng 10 đã tìm cách đổ lỗi cho Tây Phương về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, nơi Israel đang ném bom dải Gaza nhằm cố gắng tiêu diệt phiến quân Hamas đã giết chết hơn khoảng 1.400 người ở Israel vào ngày 7 tháng 10. Trong một tuyên bố trên truyền hình trước cuộc họp của các thành viên Hội đồng An ninh, Chính phủ và những người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật, ông Putin đã nói rằng giới tinh hoa cầm quyền của Hoa Kỳ và các vệ tinh của họ đứng đằng sau vụ sát hại người Palestine ở dải Gaza, cũng như đằng sau các sự kiện ở Ukraine, Iraq và Syria. Hoa Kỳ cho biết 45 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Gaza vào hôm Chủ nhật. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai ngày 30 tháng 10 cho biết 45 chiếc xe tải chở hàng viện trợ đã vào Gaza vào ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 10, nâng tổng số lên 150 chiếc và cho biết đang đạt được tiến bộ trong việc đảm bảo cung cấp các nguồn cung cấp nhiên liệu thiết yếu cho Gaza. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là Matthew Miller nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ đã nói rõ với chính phủ Israel cuối tuần qua rằng mạng lưới liên lạc ở Gaza cần phải được khôi phục. Thông tin liên lạc qua điện thoại và Internet đã được khôi phục một phần ở Gaza sau tình trạng mất điện kéo dài hơn một ngày, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động cứu hộ khi Israel tấn công các mục tiêu của nhóm chiến binh Hamas đang kiểm soát lãnh thổ. Robert De Niro xuất hiện tại tòa án của New York để xét xử dân sự. Nam diễn viên Robert De Niro đã đến tòa án liên bang Manhattan để xét xử vụ kiện phân biệt giới tính vào ngày 30 tháng 10. Khi anh ấy đeo mặt nạ đi về phía tòa án, các phóng viên hỏi anh ấy cảm thấy thế nào và anh ấy đã trả lời tuyệt vời. Robert De Niro dự kiến sẽ làm chứng chống lại trợ lý cũ của mình Graham Chase Robinson, người đã kiện công ty Canon Production của nam diễn viên do những bình luận phân biệt giới tính và hơn thế nữa. Phiên tòa dân sự dự kiến kéo dài tới 2 tuần.
Nổ và khói trên bầu trời Gaza, đoạn phim được quay từ thành phố Gaza vào hôm thứ Hai ngày 30 tháng 10, cho thấy những đám khói bốc lên trên bầu trời và tiếng nổ vang vọng khắp thành phố khi quân đội và xe tăng Israel tấn công từ phía đông và phía tây. Những đám khói, bụi và vụ nổ cũng có thể được nhìn thấy ở rìa của dải Gaza từ miền nam Israel. Quân đội của Israel cho biết họ đã tấn công hơn 600 mục tiêu của phiến quân trong vài ngày qua khi nước này mở rộng hoạt động trên bộ ở dải Gaza, nơi dân thường Palestine đang rất cần nhiên liệu, thực phẩm và nước sạch khi chiến tranh bước sang tuần thứ tư. Israel bắt đầu tấn công mạnh vào dải Gaza vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, và tiếp tục kêu gọi dân thường di chuyển từ phía bắc của vùng đất ven biển nhỏ bé này về phía nam khi nước này truy lùng các chiến binh Hamas mà nước này cho rằng đang ẩn náu trong mê cung đường hầm bên dưới của thành phố Gaza. Đến đây, chương trình tin tức xin được phép tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Xuống phóng viên Linh Trình và Vũ Quang Minh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin mới được cập nhật như Thần Châu 16 của Trung Quốc tách khỏi tổ hợp trạm vũ trụ, hay là bản tin về việc phiên tòa xét xử loại bỏ phiếu bầu của Tổng thống Donald Trump mở ra ở Colorado, bản tin về việc Tập đoàn Nhà nước Việt Nam ký hợp đồng đầu tư 12 tỷ Mỹ Kim cho đại dự án khí điện Ô Môn và những bản tin mới được cập nhật. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.